chào các bạn, hôm nay đang đi trên đường tự nhiên mình nhặt được một cái điện thoại mà người ta đánh rơi. Thì cái điện thoại này là một cái máy của Oppo nhưng mà mình không thấy nó giống với lại cái bất cứ cái điện thoại Oppo nào mà từng được giới thiệu, thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Đây là cái điện thoại Oppo mà mình nhặt được vừa nãy. Thì như các bạn có thể thấy là cái mặt trước nó rất là giống cái Oppo R7 Lite. Khi mà mình nhìn cái cỡ hay là mình đo cái cỡ thì mình nghĩ là nó cũng gần như tương đồng và không có cái sự khác biệt. Nếu mà nhìn mặt trước thì bạn sẽ thấy chúng ta có camera rồi có cái màn hình 5 inch ở đây, màn hình này đo đường chiếu là 5 inch, thì nó không khác biệt so với lại cái R7 Lite. Chính vì vậy mà lúc đầu mình nghĩ đây sẽ là cái phiên bản mà nâng cấp của cái R7 Lite hay là một phiên bản giá rẻ hơn gì đó, có thể R7 Super Lite hay là R9 Extreme Lite gì đó. Chúng ta vẫn có những cái phím điều khiển ở đây, nhưng mà khi mà các bạn nhìn kỹ hơn vào những cái cạnh viền này thì các bạn sẽ thấy là ở trên cái con R7 Lite mình rất là ghét là cái khúc màn hình nó sẽ bị lồi lên một chút, và khi mà các bạn sờ vô thì cái tay của các bạn sẽ rất là khó chịu. Cái tay của chúng ta nó sẽ bị cái G nó cấn ở đây, còn cái máy này thì nó trơn tru hơn và nó mượt hơn rất là nhiều khi mà cái tay của chúng ta chạm vô. Cái điểm mà dễ thấy khác biệt nhất so với cái máy R7 Lite là ở cái mặt sau. Ở mặt sau thì chúng ta vẫn có logo Oppo, vẫn có camera và flash, nhưng mà cái phần loa ngoài thì nó có sự khác biệt. R7 Lite nếu mình nhớ không lầm là nó có những cái dãy loa chấm 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 ở đây, còn cái này thì nó là ba cục loa, nhìn nó sang chảnh hơn một chút và nó cũng đẹp hơn. Cái phiên bản cũ, cái phiên bản R7 Lite thì nó không có quá xấu, nhưng mà cái loa thiết kế như vậy thì nhìn nó sang chảnh hơn và nó hiện đại hơn. Tuy nhiên thì vẫn còn một cái điểm hơi đáng tiếc là cái khu vực ở phía dưới này, thì khu vực ở mặt sau Oppo họ vẫn ốp một cái miếng ốp kim loại, cái nắp kim loại vào trong cái phần này và nó vẫn tách rời so với lại cái khối của phía trên màn hình cũng như là cái khung của máy. Nếu mà Oppo họ làm cho nó liền mạch hay là cái khung này đẩy cao lên một chút thì có lẽ là sờ vào nó sẽ tốt hơn. Mặc dù hầu hết trong mọi trường hợp chúng ta đều vuốt ở cái khu vực ở đây thì nó vẫn có một cái đường mảnh nhỏ tiếp xúc giữa cái tấm màn hình và cái khung, nhưng mà nhìn chung thì nó tốt hơn rất là nhiều so với cái R7 Lite. Bởi vì là một cái điện thoại mới nên mình cũng không biết nhiều về nó nên mình phải cài một số cái phần mềm vô để mình coi nó là cái gì. Thì ở đây mình cài CPU-Z thì mình thấy là nó đang sử dụng cái chip Snapdragon 615, nhưng mà có một cái rất là đặc biệt là cái Snapdragon 615 này thì có 4 nhân chậm hơn là 1.2GHz. Thì đây là một cái điểm khá là bất thường, bởi vì thông thường thì Snapdragon 615 chỉ là một hoặc là có một vài biến thể 1.1GHz thôi. Thì cái này mình nghĩ nó là 616, nhưng mà CPU-Z nó chưa nhận được. Mình thử mấy phần mềm đều là 1.2 hết. Thông thường thì những cái con chip của Qualcomm, con 615 thì xung nhịp của 4 cái nhân cao sẽ là 1.7, nhưng mà Oppo họ thường xuyên họ giảm, kể cả trên một cái số điện thoại như là R7S mình cũng thấy họ giảm xuống 1.5, có lẽ để tiết kiệm pin hơn. Còn cái xung mà tốc độ thấp thì họ lại là 1.21, thì có lẽ đây chính là Snapdragon 616 chứ không phải 615. Thì bạn thấy chip đồ họa vẫn là Adreno 405, 606 và 615 đều có chung cái xung nhịp này. Chúng ta có màn hình 720p và độ kích cỡ là 5 inch. Thì ở đây có thấy cái model là F1F. Có lẽ tên bán của sản phẩm này sẽ là một cái tên khác, R9 hay cái gì đó. Hay đây có lẽ chỉ là cái tên mã thôi, mình cũng không biết là nó tên là F1 F thật không hay là R9 gì đó. Có một cái điểm các bạn cần chú ý là dung lượng RAM lên tới 3GB. Đối với những cái máy mà thuộc dòng giá rẻ như R7 Lite mà 3GB thì rất là nhiều, và cái bộ nhớ trong là 16GB. Nhưng mà khi mà mình thử dùng cái tầm mình lấy nó ra thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái khe cắm thẻ nhớ ở đây. Thì cái khe cắm thẻ nhớ này có thể dùng được là một khe SIM hoặc là một khe cắm thẻ nhớ, một khe cắm SIM, thì chúng ta thay đổi rất là dễ dàng như vậy đó. Khi mà xem thông tin đến camera thì mình thấy cái máy này sử dụng cái cảm biến 13 chấm, camera 8 chấm ở mặt trước. Thì Oppo trước giờ rất là nổi tiếng về cái khả năng tự sướng, thì mình nghĩ cái camera của cái máy này cũng sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Thì ở dưới này chúng ta có một số những thông tin liên quan đến máy, ví dụ như là ColorOS, model number là F1F, ColorOS 2.1 vẫn dựa trên cái nền 5.1.1. Mình không thích cái điều này bởi vì đáng nhẽ giờ chúng ta phải chạy Android 6.0 đối với những cái máy mới rồi. Nhưng mà nếu đây là một cái máy giá rẻ thì đó cũng không phải là một cái vấn đề quá lớn. Với cái truyền thống mà giờ này Apple họ bán giá hơi cao thì mình nghĩ cái máy này nếu mà bán được khoảng 6-7 triệu gì đó thì cũng hợp lý hơn, mượt mà hơn, nó tốt hơn và nó nhanh hơn khá là nhiều so với cái R7 Lite. Nếu mà bán giá cao hơn thì cũng hơi khó bởi vì nó không có cảm biến vân tay cũng như là sạc nhanh. Khi mà mình thử cắm vào cái sạc nhanh VOC thì nó chỉ sạc với tốc độ bình thường thôi. Thì đây là hai cái điểm yếu đáng tiếc, nếu mà có thì nó sẽ bán được giá cao hơn. Nhưng bây giờ nếu thiếu vắng hai cái đó, mình nghĩ là bán khoảng 6-7 triệu thì sẽ hợp lý hơn với cái cách định giá của Oppo ở thời điểm hiện tại. Rồi, xin cảm ơn các bạn.